Xin chào các bạn, có một cái tình huống diễn ra với một bạn đào pi như này. Bạn ấy bị mất pi. Thì bạn này có một cái tên nick Facebook là Công Tôn Tiên Sinh. Cụ thể cái trường hợp bạn ấy gặp phải là bạn ấy nhận được một cái thông báo rằng là phải thanh toán. Đây, một cái yêu cầu thanh toán với cái số pi cũng tương đối là nhỏ, 0.000 bao nhiêu pi này này. Đấy, để làm gì? Để cái người mà yêu cầu bạn ấy thanh toán cái số lượng pi đấy có cái nick là bonus pi validator KIC gì đấy, thì có lẽ bạn Công Tôn Tiên Sinh này không để ý và bạn ấy ấn vào cái mục tiếp tục và chấp nhận cái việc thanh toán cái số lượng pi mà từ cái nick bonus pi validator KIC là yêu cầu. Và điều đặc biệt là khi bạn ấy thực hiện thanh toán này thì bạn ấy bị mất 1590 pi. Đó các bạn xem. Đấy, cái sự việc này diễn ra vào lúc 1 giờ, không biết là 1 giờ sáng hay 1 giờ chiều của ngày 18 tháng 11. Đó. Thì sau khi mà bạn Công Tôn Tiên Sinh bị mất cái số lượng pi rất rất lớn như thế này thì bạn ấy có chia sẻ cái sự việc đó của bạn ấy gặp phải lên trên các cái hội nhóm đào pi. Và đây các bạn xem. Đây là cái số lượng pi mà bạn ấy bị mất đấy, vào cái quãng lịch sử thời gian mà bạn ấy bị mất đấy, 1:42 của ngày 18 tháng 11. Điều này thì mình cũng không loại trừ cái khả năng là khi mà bạn ấy thực hiện cái việc chuyển pi theo cái yêu cầu của cái nick bonus pi gì đấy thì bạn ấy đã vô tình là tạo một cái kẽ hở nào đấy cho cái đối tượng kia để có thể truy cập được vào ví của bạn đó và chuyển hết cái số pi có ở trong ví của bạn ấy đi. Số lượng pi này theo mình đánh giá là khá là lớn, rất lớn luôn đấy các bạn ạ. Bạn ấy có mở khóa số lượng pi, mình không rõ là bạn ấy mở bao nhiêu, nhưng mà theo dữ kiện ở trên cái ví pi của bạn ấy thì là ngày 15 tháng 11 bạn đã chuyển vào số dư khả dụng đấy, một cái số lượng pi không biết được bao nhiêu sau khi mở khóa. Và bạn ấy có nhận pi từ các cái ví khác, ví dụ như là ví OIR76 này. Lịch sử nhận thì cũng khá là thưa, rời rạc chứ không phải liên tục. Ngày 3 tháng 6, ngày 28 tháng 8, mỗi một lần đầu thì bạn nhận được 10 pi, lần thứ hai bạn nhận được 120 pi. Đấy, nhưng mà sau khi mà bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy kích vào cái đường cái mục chấp nhận thanh toán cái số lượng pi này cho cái nick này thì là bạn bị mất pi. Mình cũng đã thấy một cái trường hợp tương tự như thế này rồi, lâu rồi mình cũng không nhớ chính xác là cái tại cái thời điểm nào, nhưng mà cũng có một bạn có phản ánh một việc là bạn ấy bị mất pi khi mà bạn ấy thực hiện cái yêu cầu thanh toán này. Thì không biết có bạn nào gặp được cái tình trạng tương tự này hay không, có thể chia sẻ thêm với chúng mình. Nếu mà việc này nó diễn ra với cái tần suất lớn thì mình nghĩ là đang có một cái kẽ hở nào đấy mà các cái đối tượng hacker, mình tạm gọi ở đây, mình có thể nghĩ ngay đến vấn đề là bị hack ví. Thì cái việc này mình nghĩ nếu mà xảy ra thường xuyên và nó có hệ thống ấy, thì có một kẽ hở nào đấy mà chúng ta sẽ phải để ý những trường hợp này. Thứ nhất là không để gặp phải cái tình trạng như bạn Công Tôn Tiên Sinh. Thứ hai là sẽ phải gửi cái cảnh báo đến Pigo Team để họ xử lý cái lỗi này. Chứ không, bao nhiêu công sức anh em đào pi hàng mấy năm trời bỗng bay biến trong 1-2 giây thì mình nghĩ là thật sự là rất là tiếc, quá tiếc luôn rồi các bạn ạ. Các bạn ai gặp tình trạng tương tự này có thể để lại cái thông tin của các bạn giống như bạn Công Tôn Tiên Sinh này ở phía dưới một mô tả của clip để chúng mình cùng thống kê và có những cái biện pháp cảnh báo cũng như là gửi những cái yêu cầu đến Pigo Team họ xem xét lại vấn đề này. Các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.